Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Quảng Ninh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình dân tộc đến với các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quảng Ninh. Đầu tháng 8, người dân thôn Cửa Thôn, xã Hải Ninh đã rộn ràng với lễ hội cầu ngư với tâm niệm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bà con ngư dân đi biển được an toàn. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ với những hoạt động như lễ nghinh thần, lễ cúng tế thần linh trên biển, lễ tế chánh cầu ngư. Phần hội diễn ra khá sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là hội bơi trải trên biển thu hút đông đảo bà con ngư dân đến xem cổ vũ. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân làng biển, là minh chứng cho sức sống bền bỉ, dẻo dai của người dân làng chài với niềm tin vào nghề truyền thống của cha ông để mỗi thế hệ mai sau lại nối tiếp làm giàu cho quê hương. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 4069 ngày 30 tháng 10 năm 2018. Năm 2023, được sự chỉ đạo của Ủy ban huyện Quảng Ninh, Đảng ủy, Ủy ban xã Hải Ninh đã triển khai giao cho thôn Cửa Thôn tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô từ cấp thôn nâng lên cấp xã và tổ chức nhiều hoạt động hơn so các năm trước. Và đặc biệt năm nay thì được bà con nhân dân trong toàn xã đến tham gia cổ vũ lễ hội rất đông và nhiệt tình để đưa cái lễ hội đi đến thành công tốt đẹp. Cùng với lễ cầu ngư của xã Hải Ninh, bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Cát, xã Trường Sơn vẫn thường tụ về đông đủ dưới chân núi Trồng để tổ chức lễ hội cụ truyền, lễ hội trìa lúa vào ngày 12 tháng 7 âm lịch. Lấp lộ là một công đoàn cuối cùng của quy trình làm nương làm rẫy với tập tục trước đây của cộng đồng người Peru Vân Kiều. Chặt đốt cột trịa nhưng đã được dân bản nâng lên thành lễ hội với ý nghĩa là trước khi đem hạt giống cất xử trong gùi kín đáo hàng năm ra, trịa xuống đất, cầu mong thần trời, thần nước, thần rừng, thần núi giữ gìn bảo hộ cho sự sinh sôi nảy nở chắc hạt, nàng bông có ngày thu hoạch. Dân bản xin thần ban cho hạt giống được mọc lên cây lúa, cây ngô, cây đổ, khỏe mạnh, xanh tươi, không cho chim chóc, muôn thú phá hoại để có mùa màng bội thu, dân bản no ấm. Là cũng bóng cầu mong con người, cầu mong cho con người sức khỏe tốt đẹp, rồi là thứ hai nữa làm ăn kinh tế trong gia đình siêng năng tích cực. Nhằm lưu giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Vân Kiều, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 608 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống, lễ hội trìa lúa của người Peru Vân Kiều. Chiều 28 tháng 8, Ủy ban nhân huyện tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống vòng bảng phân hạng đối với các thuyền đua nam. Tại vòng bảng, 12 thuyền đua nam tiến hành bốc thăm, chia làm hai bảng thi đấu để phân hạng A và hạng B. Đường đua tại vòng bảng xuất phát tại khúc sông trước vị trí cán đài thôn Phú Vinh đến mũi Diền, vòng về cầu Trung Quán và về đích tại khán đài với chiều dài đường đua gần 15 km. Với tinh thần thể thao cao thượng, khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các thuyền đua, trai bơi đã thi đấu rất nhiệt tình dưới sự cổ vũ đồng viên của đông đảo nhân dân huyện nhà và du khách thập phương. Sau khoảng 120 phút tham gia tranh tài trên đường đua xanh, vòng bảng giải đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thuyền đua xã Ninh và xã Hiền Ninh, giải nhì thuộc về thuyền đua xã Xuân Ninh và xã Trường Xuân, thuyền đua xã Duy Ninh và thị trấn Quán Hầu đạt giải ba. Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh, tối ngày 31 tháng 8 năm 2023, huyện Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật và khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế xã hội huyện sau 33 năm xây dựng và phát triển.
triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội huyện sau 33 năm xây dựng và phát triển được tổ chức nhằm giới thiệu những mốc lịch sử quan trọng, những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh từ khi tái lập huyện đến nay. Nhìn lại chặng đường phát triển với sự nỗ lực chung sức chung lòng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, từ một huyện thuần nông còn nhiều khó khăn, Quảng Ninh đã có những bước tiến quan trọng cả về tầm vóc và diện mạo trong hành trình xây dựng quê hương. Đó là sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng, quy hoạch, cải cách hành chính, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cảm nhận của tôi là sau khi làm triển lãm tại huyện thì rất thành công. Nói chung là được có cơ hội học hỏi giao lưu với các sản phẩm của các cơ sở cả huyện. Thì chúng tôi mong muốn là hàng năm thì huyện và như các lãnh đạo thì cũng là làm những triển lãm tương tự để cho các con em hay là những cơ sở như chúng tôi được giao lưu học hỏi. Thì qua trong quá trình triển lãm bánh thì chúng tôi là cũng được bán bánh ra cho bà con rất nhiều. Tham gia triển lãm có 16 gian hàng đến từ các xã thị trấn với các doanh nghiệp trên địa bàn với 243 mặt hàng là đặc sản của địa phương như sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt có nhiều sản phẩm nông nghiệp, chế biến nông nghiệp đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh, 3 sao cấp huyện. Tại chương trình nghệ thuật, khán giả được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Những tiết mục sàn dựng công phu, đặc sắc được đông đảo khán giả đánh giá cao như Quảng Bình quê hương tôi, Quảng Ninh nơi em đến, Cờ đỏ sao vàng, giai điệu tự hào về Quảng Ninh quê em. Từ ngày tái lập đến nay, hàng năm, huyện Quảng Ninh đều tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ tại bến pha Quán Hầu vào dịp mùng 2 tháng 9, mừng Tết độc lập. Lễ hội có ý nghĩa văn hóa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Thể hiện sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, góp phần duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân. Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội, trước đó, huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức chủ các hoạt động như lễ rước nước thiêng từ giếng thiêng trên đỉnh núi Thần Đinh, lễ dâng hương tại đài tưởng niệm di tích bến pha Quán Hầu và tổ chức cầu siêu tại đền Hoa Đăng trên sông Nhật Lệ với tâm niệm cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm nay có sự tham gia của 12 thuyền đua nam và 6 thuyền đua nữ đến từ 13 trên 15 xã thị trấn trong toàn huyện. Các đội tham gia được tổ chức với 3 lượt đua, đó là lượt đua thuyền nữ với chiều dài 7,5 km, gồm thuyền đua các xã Lương Ninh, Hiền Ninh, Vĩnh Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn và thị trấn Quán Hầu. Các thuyền đua nam tranh tài ở cự ly 15 km, trong đó hạng B gồm thuyền đua các xã Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Sa Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh và Hàm Ninh. Hạng A gồm các xã Hại Ninh, Duy Ninh, Trường Xuân, Hiền Ninh, Xuân Ninh và thị trấn Quán Hầu. Năm nay thì trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng huyện đã nâng mức thưởng sau năm trước, cũng như là các xã đã tích cực vận động nguồn lực từ con em quê hương, từ người dân để tham gia lễ hội. Và đến hôm nay nắm bắt thì cái nguồn lực của các xã huy động là có cao hơn sau năm trước. Một vấn đề chúng tôi cũng rất quan tâm là không chỉ là đến ngày hôm nay tổ chức lễ hội ở cấp huyện, mà những tháng vừa qua thì một số xã, một số thôn cũng đã tổ chức những cái cuộc giao hữu, những cuộc thi giữa các thuyền đua trong các xã, các thôn với nhau, tạo không khí vui tươi phấn khởi sôi nổi để hướng về lễ hội. Còn những ngày gần đây thì chúng tôi đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là tổ chức tốt cái đua vòng bảng của ngày 28, và từ đó đến nay thì các thuyền, các xã tiếp tục tập luyện để có được kết quả tốt nhất trong ngày đua hôm nay. Một nội dung chúng tôi rất quan tâm là việc lan tỏa của lễ hội. Thì năm nay thì tinh thần thì con em quê hương ở mọi miền tổ quốc cũng hướng về lễ hội có nhiều hơn,
tham gia trực tiếp hôm nay cũng có nhiều hơn. Và một cái vấn đề nữa cũng quan tâm là thông qua lễ hội để chúng tôi quảng bá, nâng tầm lễ hội, và thông qua lễ hội cũng góp phần để phát triển du lịch ở quê nhà, phát triển kinh tế xã hội quê nhà. Những năm gần đây thì Quảng Ninh cũng trong đa có sự phát triển so với trước đây, trong đó có một phần đóng góp rất quan trọng từ các hoạt động văn hóa, thể thao, rồi du lịch và lễ hội đua thuyền sau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng được góp phần rất quan trọng trong việc đưa hình ảnh Huyền Nha cũng như các nhà đầu tư biết đến Huyền Nha nhiều hơn, từ đó góp phần để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tinh thần thi đấu đoàn kết và thể thao cao thượng, các vận động viên các đội đã thể hiện những nhịp chèo mạnh mẽ, những pha rượt đuổi hấp dẫn, đẹp mắt. Hàng ngàn người dân Quảng Ninh và du khách thập phương tập trung về bến phà Quán Hào và dọc bờ sông cổ vũ náo nhiệt. Cảm giác của chị lúc này thì nói chung là không diễn tả được. Rất là hào hức và rất là vui. Đó, tại vì lần đầu tiên chị tham dự cái chương trình này ở quê hương mình mà. Chị thì thường xuyên về nhưng mà đây là lần đầu tiên chị dự lễ hội này. Mong ước của chị là cái lễ hội này sẽ tổ chức thường xuyên và thường niên hàng năm. Và sẽ có những cái mạnh thường quân của những đứa con xa quê như chị sẽ hướng về quê hương mình, hướng về Quảng Ninh. Và lan tỏa nhiều hơn nữa những cái lễ hội truyền thống ở nơi đây. Sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài trên đường đua xanh, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất Nam hạng A cho thuyền đua xã Hải Ninh, giải nhì thị trấn Quán Hào và giải ba xã Hiền Ninh. Ở nội dung Nam hạng B, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đua xã Võ Ninh, giải nhì xã Hàm Ninh và đội đua xã Gia Ninh đạt giải ba. Đối với thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội Vĩnh Ninh, giải nhì đội xã Hiền Ninh và giải ba đội đua nữ thị trấn Quán Hào. Hải Ninh qua mấy năm gần đây là cùng với khí thế đua thuyền truyền thống rất sôi nổi, đặc biệt là ở xã thì cũng đã tổ chức cái lễ hội của xã cầu ngư qua hàng năm về năm tháng sáu âm lịch, và hàng năm đều tham gia với cái lễ hội đua thuyền truyền thống tại huyện. Bởi khi thế đó thì các nhân dân Hải Ninh rất hào hứng phấn khởi và tham gia đầy đủ các cái nội quy quy chế của huyện đấy đó. Với tinh thần văn hóa phi vật thể thì cũng người dân của xã Hải Ninh nói riêng và trong huyện nói chung thì cũng mong muốn huyện cũng càng ngày càng tổ chức sôi nổi hơn và tạo cái khí thế cho nhân dân tham gia điều kiện trong cái ngày hội. Với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm nét dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân địa phương trong ngày lễ lớn của dân tộc. Thông qua đó, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng ở huyện Quảng Ninh, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đã một lần em đến quê anh, ngắm dòng Đại Giang bên bồi bên lỡ, cầu Quán Hào nối liền nỗi nhớ, con sóng dạt dào theo câu hát đò đưa. Đã một lần em đến cùng anh, đồng trong nắng gió nhẹ mây trôi, trời xanh biển lặng, thấp thoáng cánh cò mê mải tìm nhau. Quê hương anh một lần em đến, bên vườn trầu tỏa ngát hương cao, khi chiều xuống bếp nhà anh khói tỏa. Chỉ một lần thôi mà sao lưu luyến khôn. Em biết rằng nơi ấy quê anh, nghĩa nặng tình sâu, một lòng sau trước mới mặn gừng cay, sắt son chồng vợ đất quyền tình người.